À, xin chào mọi người, bây giờ mình sẽ dùng cái máy Smartone 1 để lấy mã ở trong cái con ESU của con Piezo, con này gọi là MU3 Cellular Liberty nhé. Máy Smartone 1 thì mình sẽ vào phần lập trình khóa này, mình sẽ chọn Piezo, mình chọn mục đầu tiên là MU3, mình chọn đọc PID. Đọc kia đi, enter. Vui lòng chờ trong 3 phút. Đây là máy Smartone 1 nhé. Vừa đọc mã khóa thông minh, làm khóa chuyên sâu và đọc tua công tơ mét điện tử, can thiệp audio điện tử. Hơi lâu một tí đúng không? Xong rồi, máy đã đọc ra mã rồi. Đấy. 7D5F00118031090DE. Rồi, ok, xin chúc mừng. Đấy là cái máy Smartone 1 đọc ra mã của con Piezo. Thế ngoài ra còn tua audio công tơ mét can thiệp vào cái công tơ mét đồng hồ điện tử nhé.